Mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chơi online để giải trí. Hôm nay mình gặp hình trận tiên nhân chỉ lộ. Tuy nhiên là thông thường chúng ta dùng đối chấu về pháo, thì hôm nay mình lại chơi trực tiếp pháo đồng luôn. Và chúng ta chơi pháo đồng. Và bên kia là phi mã. Ok, lên mã. Chín mươi phần trăm là người ta chơi bản cung mã. Chúng ta tiến chốt để khống chế, nghĩa là quánh đơn đề. Do mình khống chế trước cái lộ này nên người ta sử dụng đơn đề. Ở cái hình đơn đề này thì nếu mà chúng ta không biết cách đánh thì quân bị ép lắm lắm các bạn, rất là bị ép. Này, hình đơn đề này rất là khó chịu. Thứ nhất là con mã ở bên cánh biên này rất là yếu. Thứ hai nữa là bị khống chế quân như thế này thì người ta rất là khó đánh. Anh tiến binh nào để kết đấu đây? Binh ba hay là binh biên? Tùy cơ, có thể anh tiến binh biên và sau đó mình pháo vào để ngăn cản lại cái nước Bắc Pháo này. Ok, xuất xe đã. Khả năng anh tiến binh biên rất là cao. Anh này tiến binh ngoài dự đoán không ta? Không bận tâm. Chém thẳng chốt đầu luôn. Đọt mã là mình đang bắt pháo này. Cướp là mục tiêu. Một chốt khó nên chuyện. Ép quân luôn. Rồi chúng ta thúc binh năm, mặc kệ hang chốt này luôn các bạn. Chốt này qua xong mình không ăn luôn, mình tiếp tục thúc binh năm để mở đường đem mã lên tấn công. Tại vì với hình hình trận này thì các bạn thấy là cặp pháo và xe mã này, tức là bốn quân hầu như là không thể di chuyển, và nếu di chuyển chăng thì chỉ có thể là tấn pháo lên một nước thôi, tấn pháo lên một nước để bắt quân. Thì nếu mà pháo tấn lên thì lúc này mình sẽ chiếm pháo này ngay. Cho nên mình nói ở cái hình trận đơn đề, nếu mà chúng ta không biết đánh hoặc là chúng ta không nghiên cứu kỹ cái hình trận thì quân rất là ngợp. Nếu mà ví dụ như các bạn gặp những người mà người ta am hiểu về cái hình trận của am hiểu về hình trận của đơn đề thì người ta sẽ đánh mình ngợp ngay. Xe tiến lên bắt mã mình luôn đó ta. Quay đầu hết cách rồi. Ủa, khát nước quá đi. Ham công quá vì cái phòng thủ của mình nó hơi trống trải. Bây giờ mình lo chỉnh sửa lại cái hàng tiến phòng thủ. Với một xe tiến lên gì người ta chưa đánh được mình. Rồi chúng ta buộc phải tiến xe qua sau.
khâu này chốt là mình ra để lắp xem lại này. Mà thấy là tới đây cho dù là người ta có tìm mọi cách để mà thoát bên biên này thì mã này cũng không lên được, không có lối nào lên. Thì với lực tấn công của bốn quân như thế này khiến người ta rất là khó chịu. Ta sửa cái hàng thủ mình lại chút xíu các bạn, chúng ta chưa vội công được. Sao lại chơi nước khói pháo này, âm mưu gì đây, chưa có một âm mưu rõ ràng. Phi thường đã, có thể nước tiếp theo là tiến pháo lên thì bình vào kích đấu thôi, ngoài ra không có nước khác đâu, theo mình nghĩ là như thế. Tiến này ăn bình biên, đánh mất nước nữa. Hay gì là tiến xuống tới đây thì mình vào đâu có đầu mà nó lại xuống đây thì không làm được gì rồi. Chúng ta phi mã lên thì không thể ăn binh biên được, chỉ có thể là tạt biên này đâm chiếu thôi. Nên lúc này chúng ta thể phi mã lên ung dung rồi các bạn. Mã chúng ta phi thẳng lên, phi lên nhập phi lên cứ thế ngoài chúng ta tiến lên. Tại vì cái hàng thủ lúc này mình đã vững rồi thì với lực tấn công này thì chắc không đủ để tạo áp lực đâu. Rồi chúng ta còn một nước đánh nữa là không cho mã mình tấn công. Và chúng ta vẫn lên bình thường, chúng ta mượn lực pháo phía sau chúng ta vẫn lên bình thường. Mã lên anh sẽ nổ pháo về đấu, đấu thì càng tốt. Nếu mà nổ pháo gì đó thì giúp cho chốt mình ra một nước và tiến thẳng xuống. Tới đây anh gặp khó rồi. Cái hình trận này là chỉ chờ khi nào mình đánh sát thôi, chứ thật sự bên kia không có hướng phản công các bạn. Về cặp pháo chắc chắn anh về đây cặp pháo, nếu pháo mình bỏ chạy thì anh sẽ phi mã lên. Bây giờ mình sẽ nổ luôn bên biên về bắt pháo, mình tiến pháo xuống một nước. Còn bây giờ mình phá và che xe lại luôn, không cho thoát quân luôn. Nếu mà xe chốt này mà công sát được mình thì bỏ tay, thì chứng tỏ là mình quá thấp. Chiếu đã coi sắp xỉ hay là tiếp tục mình vào chiếu tướng xem là xử lý sao. Hãy
Theo các bạn thì chúng ta có nên tiến pháo xuống mặt nước. Tiến pháo xuống là sẽ thối xe về kích đấu. Wow, ta gỡ hình ra rồi, tiếc thay. Các bạn chờ chút nhé, để mình tìm cái có phương án nào tốt hơn không. Tiếng pháo rồi, hết cách rồi. Là quay xe về. Ép mình phải chết một pháo. Mình chết khó cưỡng cầu. Quay đầu ăn là chốt, bỏ lại pháo. Chúng ta thể tận dụng được nước ăn vào đây, sau đó dìu chốt xuống. À, tới đây nó còn một nước phi mã lên, phi mã lên bắt đôi thì chúng ta bình chốt và đã cản lại. Một đại pháo mình đang chốt, sau đó sức tướng. Nếu như người ta quýnh sai lầm chỗ này thì rất là dễ thua với mặt tướng. Mã mình sẽ thối xe các bạn. Nếu là phi mã mình hoặc thối xe hoặc mình qua bắt pháo. Mã tiến lên bắt xe thì chúng ta bình qua bắt pháo đi hay hơn. Buộc là phải chạy, sau đó mình mới tiến chốt để mà bắt mã. Thì mã sẽ tiếp tục phi lên. Thì lúc đó pháo mình sẽ an toàn hơn. Mình ép quân nhưng mà có nghĩa là mình đánh ở trong cái mức độ hơi ý y các bạn. Mình đánh ở trong mức độ hơi ý y chút xíu. À, mình đang ưu thế thành ra là mình vẫn hơi ý y chút. Bây giờ mình có thể chuyển một hướng tấn công bằng cách là bình pháo ra hẳn ở biên cắm xuống. Và chúng ta đổi hướng tấn công đi. Mình cảm thấy là ở trung lộ người ta đã có một xe để sẵn sàng vào tìm lấy pháo. Một cơ hội tốt để không cho pháo nào quay lại. Và lúc này chúng ta quay lại chiếm trung lộ tiếp và có thể là tiến chốt xuống để mà đánh sỉ. Ok, tiếng chốt luôn. Đánh ép mà để là gỡ hình thì cái đó là cái sơ suất rất là lớn. À, tuy nhiên là trong đánh cờ thì chúng ta không thể không có sơ suất. Thêm một phần nữa mình muốn nói với các bạn là chúng ta chơi giao lưu mục đích là để chia sẻ cái đam mê. Thứ hai là để chúng ta, thứ hai là để chúng ta có thêm những cái kinh nghiệm mà mình bị vấp phải ở những cái lúc mà mình lợi quân lợi thế
mà mình không biết tận dụng, hoặc là mình muốn ẩu tả hay gì đó vân vân, thì những cái sơ suất như vậy sẽ giúp cho chúng ta mỗi ngày cờ chúng ta tiến bộ hơn. Quay trở lại cái ván đánh này thì các bạn thấy nếu như xe ăn tháo thì mình sẽ dùng xe ăn tường giữa là đang trực tiếp dò sát, thì các bạn thấy là lúc này mã có phi lên cứu mà không được. Vậy có lẽ có thể là ảnh không thấy nước cờ mà mình dò sát đây. Nếu mà anh suy nghĩ phi mã bắt đôi bắt ba thì một sai lầm quá lớn, chúng ta kết liễu thôi. Cái này là một sơ suất nặng của ảnh nữa, rất nặng. Mình ép quân từ đầu, mình sơ suất bị người ta gỡ hình, nhưng cuối cùng ảnh lại bị mình sát cuộc xe chuột. Vâng, thì mình hôm nay mình đánh một ván này thôi, tại vì hôm nay thời gian không có nhiều. Mình chia sẻ với anh em một ván này thôi. Tới đây mình xin chào và xin chúc sức khỏe anh em nha.